Được rồi. Cu. Bà em nói chuyện tí. Chuyện gì thế mình? Em muốn hỏi anh một câu. Anh có mượn tiền của dì Trang không? Không. Anh mượn tiền của dì làm cái gì? Dì Trang dì bảo là dì đi công tác, dì sợ về muộn, sợ không sắm được đồ cho bà ngoại thì bảo anh ra mua đây này, đào quất mấy bia rượu các thứ. Dì ấy bảo là anh ứng tiền ra trước à? Hay là dì ấy chuyển tiền cho anh? Biết ngay mà. Nào bây giờ em cho anh một cơ hội, anh nói ra sự thật. Sao em lại nói giọng đấy với anh? Em không tin anh ấy, thì em hỏi em gái của em ấy. Tự nhiên giờ cái giọng tra khảo. Đừng có thách, em gọi em gái em luôn. Rồi, bánh kẹo, rượu, bia, đào, hoa, các kiểu, được chưa? Dì cứ yên tâm, việc để anh lo. Vâng ạ, em cũng không gọi cho chị Khánh, bởi vì biết là cuối năm, chỗ chị cũng bận nhiều việc. Đương nhiên rồi, anh rảnh hơn, việc đấy dì để anh. Nhá, tí nữa ấy, anh ra anh mua một phát xong luôn, trong một phút là xong hết. Dạ, lát nữa thì em sẽ chuyển khoản cho anh 20 triệu, có gì anh đi mua đồ giúp em nhá. 20 triệu á? Ôi dì ơi, anh nghĩ là 20 triệu mua không hết được đâu. Anh đang tính thế này nhá. Dạ. Nếu như mà anh mua không hết thì cái tiền thừa đấy gì cho anh mượn nhá. Nói thật là tiền thưởng năm nay của bọn anh ấy hẻo lắm. Mà anh ấy thì bao nhiêu việc phải lo. Vâng, không có gì. Anh cứ yên tâm, lát nữa em sẽ chuyển khoản cho anh. Nếu mà thừa ra thì anh cứ giữ mà dùng nhá. Mà tết nhất cũng phải tươm tươm một tí cho chị Khánh của em, chị đỡ cằn nhằn anh ạ. Anh nói thật với cả gì, trong nhà gì xinh nhất nhà rồi còn tốt bụng cơ. Thế thì lại cái gì cũng tốt vào gì hết thôi. Thế thì nhá, anh cảm ơn gì nhá. Vâng ạ, em chào anh. Mình đúng là có quý nhân phụ trợ thật sự luôn chứ không đùa. Ôi nó chào. Thôi gì làm gì bận bao nhiêu việc cứ gọi làm phiền gì. Đây này, tin nhắn xem luôn đi. Đấy, không có một tin chuyển tiền nào luôn. Em chả quan tâm, em cũng không có thời gian để kiểm tra tin nhắn của anh. Em chỉ cần gọi em gái của em một cái là biết ngay mà. Con chào mẹ, con chào cô. Cái con bé này, mày đánh lừa mẹ đấy à? Con bé này mang cả đào về cho mẹ à? Mang đào về cho mẹ, mang đào về cho mẹ, mang đào về cho mẹ, mang yêu về về cho mẹ. Mang đào về cho mẹ, mang đào về cho mẹ. Em đang ở nhà mẹ đây, có chuyện gì thế hả? Ôi về đến nhà rồi à? Sao mày thế? Thôi đi vào trong nhà chị nói chuyện cái. Vâng ạ, em vào luôn. Dì Trang, có chuyện gì mà anh chị căng thẳng thế ạ? Chị muốn hỏi gì một câu. Anh có cho anh Đức nhà chị vay tiền không? Có. Thì anh gọi cho em bảo là muốn vay một cục để tiêu Tết còn gì nữa. Trời ơi, bỏ được nhá. Tại sao anh dám nói dối em? Em hỏi anh không dám nói thật nhá. Thôi tại sao lại nói dối em như thế? Nào bây giờ em hỏi anh, thì cuối cùng lại anh mượn em gái của em bao nhiêu tiền? Thôi nào, chị cứ bình tĩnh á, làm gì mà căng thẳng thế. Em đùa đấy. Gì đùa thế? Thật ra là em muốn nhìn thấy cái bộ mặt lúc lên cơn điên của chị, nên là em đùa một chút thôi. Chứ cũng chỉ kịp gọi điện cho anh Đức nhờ anh ấy là mua hộ đồ sắm Tết, chứ em một chưa kịp đưa tiền cho anh nhỉ? Dì ơi, tiền quan trọng gì, đúng không, gì đưa cho anh cũng được. Mà nhắc mày nhớ, lát nữa là em sẽ chuyển khoản cho anh luôn, chứ để sang năm mới là rông cả năm nữa nhỉ. Thôi,
chỉ có hỏi gì tí thôi chứ còn cũng không có ý định lấy tiền là của gì đâu mà, cháu con bé này. Không được, tiền bạc là phân minh, ái tình dứt khoát. Mà năm mới cũng sắp tới rồi, chị là cũng nhẹ nhàng đi một tí này, bớt nóng tính đi một tí, rồi là cũng bớt bắt nạt anh Đức đi nhá. Chứ anh rể của em ấy là number one đấy, anh nhỏ. Đi ra, đi ra ngoài cho con đi. Ờ đi đi, đi đường khoai đi. Thôi mà. Chả dám. Lớn thế này thì ai mà dám mang tiền về cho vợ nữa. Mang về nghĩ tôi thành cục nợ. Thôi thôi đừng có giận mà em. Đừng có động vào người tôi. Thôi thì nó cứ đụng lên làm sao. Thôi mà đừng có giận em. May cho đời cô là vớ được một người chồng tử tế hiền lành ấy nhá. Thôi yêu em đi. Rồi lần sau tiếp tục mang tiền về cho vợ nhá. Tha cho đấy nhá. Sau đừng có thế nhá. Yêu chồng.